Hai, xin chào mọi người nha. Hôm nay hai cha con mình đi nhặt điều này. Con mình này. Hai cha con mình đi nhặt điều mà không có điều để nhặt. Thôi quyết định hai cha con làm một nắm nướng ăn. Mọi người cùng hai cha con mình đi ha. Đây mọi người. Điều thì không có trái mọi người. Hai con mình đi kiếm cái cây nào, bự rồi nhặt về nướng ăn nào. Đi nào. Nhanh. Em cái bong bóng đi. Em cái bong bóng đi. Thích. Thích sao mà nhặt điều. Thằng nào to ha, thằng nào nhỏ mà. Đi đi kiếm bóng đi.
kiều này nó có chất dầu này. Đấy, rất là ghê luôn. Chị Nga ghê quá. Đây mọi người ơi, trong vòng khoảng nửa tiếng hai tiếng mình nướng từng hạt điều lần này, giờ mình đập nó ra nha, nhanh nha, rất là ngon, rất là đặc sản. Đập máy quay ở đây. Bây giờ mình cũng đập hết ra rồi nè. Giờ mình ăn thôi nha. Thôi mọi người nha, này đều rất là ngon luôn này. Tay mình đập hơi đen. Hãy đập em. Tay em có đen không? Không. Giờ
Ăn đi em. Tí nó nguội không ngon á. Thôi xin tạm biệt mọi người nha. Tại ăn cái hạt điều này cũng nhiều, nó cũng rất là khát nước. Nãy thì mình không nên mang nước theo á. Giờ hai cha con mình về uống nước thôi. Mình kết thúc video tại đây nha. Chào mọi người nha.